quý vị, sáng 3 tháng 10 năm 2022, tin từ Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, Thành phố Hồ Chí Minh đã ghi nhận ca bệnh đậu mùa khỉ đầu tiên và sở này đã báo cáo cho Bộ Y tế. Mọi thông tin liên quan ca bệnh này đang chờ Bộ Y tế công bố chính thức. Trước đó, Sở Y tế chỉ đạo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh, gọi tắt là HCDC, triển khai giám sát người nhập cảnh qua đường hàng không, hàng hải để phát hiện sớm trường hợp nghi ngờ. Theo đó, cơ quan chức năng giám sát thân nhiệt người nhập cảnh và triệu chứng phát ban có bóng nước cấp tính của tất cả các người nhập cảnh. Nếu phát hiện trường hợp nghi ngờ, kiểm dịch viên y tế sẽ thăm khám, khai thác thông tin hành chính, lập phiếu điều tra dịch tễ. Sau khi điều tra dịch tễ, nếu là trường hợp có thể, tức là có triệu chứng lâm sàng và yếu tố dịch tễ, thì kiểm dịch viên y tế hướng dẫn người nhập cảnh đến bệnh viện bệnh nhiệt đới hoặc các bệnh viện đa khoa có khu cách ly để được kiểm tra, theo dõi. HCDC xây dựng nội dung truyền thông, hướng dẫn người nhập cảnh có các triệu chứng nghi ngờ hoặc yếu tố dịch tễ thông báo cho kiểm dịch viên y tế tại cửa khẩu để được hỗ trợ tư vấn. Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh cũng chỉ đạo cơ sở khám chữa bệnh ban đầu gồm trung tâm y tế, trạm y tế, phòng khám tăng cường truyền thông cho người dân khi có triệu chứng nghi ngờ phải đến bệnh viện quận, huyện gần nhất để được tư vấn, khám sàng lọc và xét nghiệm chẩn đoán nếu cần. Ở giai đoạn hiện nay, khi tiếp nhận trường hợp nghi ngờ mắc đậu mùa khỉ, cơ sở khám chữa bệnh ban đầu hướng dẫn người bệnh đến bệnh viện quận, huyện gần nhất để được khám, xét nghiệm chẩn đoán. Các bệnh viện đa khoa, chuyên khoa công lập, tư nhân, kể cả các bệnh viện bộ ngành đóng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, khi tiếp nhận các trường hợp nghi ngờ phải sàng lọc, phân luồng, hướng dẫn người bệnh đến buồng khám sàng lọc của bệnh viện. Nếu là trường hợp có triệu chứng lâm sàng và yếu tố dịch tễ thì lấy mẫu bệnh phẩm gửi về bệnh viện bệnh nhiệt đới, Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh để làm xét nghiệm chẩn đoán xác định. Trong thời gian chờ kết quả xét nghiệm, hướng dẫn người bệnh tự cách ly tại nhà nếu đủ điều kiện và không có triệu chứng nặng hoặc cách ly tại khu cách ly của bệnh viện. Tất cả các đơn vị khi tiếp nhận các trường hợp có thể phải báo cáo về HCDC trong vòng 24 giờ kể từ khi phát hiện. Bệnh viện bệnh nhiệt đới được phân công là bệnh viện tuyến cuối tiếp nhận các trường hợp có thể kèm triệu chứng nặng, các trường hợp có thể nhưng không đủ điều kiện cách ly tại nhà, bệnh viện, các trường hợp xác định mắc bệnh đậu mùa khỉ. Những thông tin về tình hình dịch bệnh đậu mùa khỉ trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh cũng như các tỉnh thành trên cả nước sẽ được báo Thanh Niên tiếp tục cập nhật tại thanhniên.vn và kênh YouTube báo Thanh Niên. Kính mời quý vị cùng theo dõi. Chúng tôi biết bạn có nhiều lựa chọn và chúng tôi luôn là sự lựa chọn tốt nhất. Đăng ký kênh YouTube báo Thanh Niên để cảm nhận nhịp thở xã hội đầy màu sắc trên màn hình của bạn.